Thưa quý vị và các bạn, trên đường đi đến Chiêm Quốc, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã có buổi trao đổi với vị quan trẻ Đoàn Nhữ Hài. Ngài rất buồn về việc tư cách của các quan lại triều đình có phần xa sút luật pháp không được tôn trọng, dân chúng mất lòng tin. Quan Thái Bốc đi nói chuyện mê tín dị đoàn nhảm nhí loe bịp dân chúng để lấy tiền. Quan Thái Y thì lại thiên về cầu cúng. Phần lớn các quan trong triều chỉ lo xây nhà, lập phủ bằng tiền của dân điều nguy hại nằm ở chỗ tạo cho những người này thói quen xa hoa hưởng lạc. Còn về Trần Khắc Trung, trong con mắt của Trần Nhân Tông là một người có cái tâm không thiện muốn chinh phục phương nam. Y còn có cái tài dùng tỳ tướng, nhưng cũng có tài chém tỳ tướng. Mà nghệ thuật của việc sai khiến này là chỗ đã chém thì gươm phải thật sắc và lau máu cho thật nhanh, tức là để phi tang để che giấu tội ác. Nhưng trong suy nghĩ của Huyền Trân công chúa thì hình ảnh Trần Khắc Trung lại rất đẹp đẽ, đẹp hơn với con người thật của ông. Mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thuyến Trà. Quan Điện Suý, dù là người đã xông pha trăm trận, cũng không khỏi bùi ngồi trước tấm lòng nhân ái như trời bể của nhà vua. Đối với trăm họ, viên võ tướng cúi đầu chắp tay vái nhà vua thần xin lĩnh mệnh. Khi nhà vua cùng đoàn tùy tùng đã yên vị xong, các thủy thủ bèn nhổ neo, căng buồm, nhằm hướng nam lướt sóng. Phạm ngũ lão cùng đoàn tháp tùng đồng thanh hô, chúc thượng hoàng bình an, thượng hoàng thiên tuế, thiên tuế. Gió đem lời chúc bằng an vào tận khoang thuyền, vui nhân tông xúc động, với lấy cây thiền trượng hô lên ba lần đoàn thuyền lẩn vào sóng rồi khuất dần sau một đám mây lang thang bỗng xà thấp xuống như một chiếc tán bạc khổng lồ che cho thuyền ngự dòng dã gần hết một tuần trăng trên bình ngựa hoặc trong các đền chùa quán xá nhà vua thấy thấm mệt ngài nằm thư giãn trên tấm nệm gấm mắt lim dim ngắm cảnh hoàng hôn trên biển nhà vua thiếp đi lúc nào không biết Lúc tỉnh dậy thấy trắng xóa một trời trăng Lòng buồn chồn không sao ngủ được Nhà vua khẽ hất tấm mền Mà người hầu cận đã đắp cho ngài Lúc thiêu thiêu ngủ và ngồi nhòm dậy Ngài khiêu to ngọn bấc trong cái đĩa đèn sầu lạc Lão Thái giật mình thấy nhà vua đang thả hồn trên mặt biển Biển sáng lấp lánh đến nỗi, lão có cảm giác như thuyền đang đi trên một vùng biển thủy ngân lão chính là hòa thượng minh thái trụ trì ở chùa quỳnh lâm nhân một buổi nhà vua có ghé qua chùa thuyết pháp lão mến mộ đức lớn của nhà vua nên tình nguyện xin được theo hầu vui nhận làm đồ đệ đem về yên tử để ngài sai khiến chuyến đi này lão xin theo làm hầu cận nhà vua và cũng là đi hộ giá luôn thể lão khẽ mở xương lấy tấm áo ngự hàn khoác lên vai nhà vua ngài ậm ừ một điều gì đó mà lão thái chỉ cảm thấy hơn là nghe thấy công bằng mà nói tài cảm nhận của lão đã đạt tới mức siêu phàm chưa một lần nào lão bị nhầm lẫn cũng vì vậy lão mới xăm xăm đi lấy nghiên bút cùng một xếp giấy hoa tiên đem lại hầu vua rồi lão quay ra quạt lò đun nước pha trà. Chính lão vừa quạt lò, vừa phân vân, vì rằng từ lâu lắm, nhà vua không dùng trà, người chỉ dùng một thứ gỗ của cây mai để nấu nước uống, và người thường gọi là lão mai trà. Ngài hằng tâm khuyến dụ mọi người nên kiệm ước, bao giờ Ngài cũng đi đầu thực hiện những lời chính Ngài khuyên bảo chúng dân. Nhà vua hí hoáy viết, Đoạn người quay lại nói cùng lão Thái. Người lại phía sau lâu thuyền, mời quan ngự sử trung tán tới dùng trà. Một lát sau, đoàn Nhữ Hài đã có mặt, thấy vua Nhữ Hài toan sụp lạy, Nhà vua vội xua tay miễn lễ và chỉ cho Nhữ Hài ngồi vào tấm nệm gấm. Với cử chỉ e lệ như một nho sinh nơi thôn ấp mới được vào trường quốc tử giám Nhữ hài khép nếp ngồi vào góc tấm nệm. Lão Thái bê ra một chiếc khay khảm, trên để hai chiếc chén có nắp. Vui nhân tông tự mình bê lên một chén, ban cho đoàn nhữ hài, và nói, trà này ta trồng trên thung yên tử, còn việc sao hái ướp sen là do hòa thượng đây giúp dập vào. Nhà vua vừa nói, vừa nhìn về phía lão Thái, nửa như khen ngợi, nửa như tỏ ý biết ơn. Đoàn Nhữ Hải cung kính đón lấy chén trà, lòng bồi hồi xúc động. Nhữ Hải nói, giọng run run, muôn tâu thượng hoàng, thần chưa có chút công lao gì. Nhữ Hải còn đang ấp úng, nhà vua đã gạt đi. Ta mến Khanh tuổi còn trẻ mà đã sớm bộc lộ được cái trí của mình. Nhưng Khanh quá giữ lễ vua tôi khiến cho tình ta với Khanh cách biệt quá. Đạo thần tử là cốt để gìn giữ giường bối quốc gia. Việc đó thể hiện ở lễ thiết triều hoặc khi giao tế. Còn khi đàm đạo đôi điều tâm đắc mà Khanh cứ thủ lễ một cách thái quá, tai e câu chuyện sẽ trở nên khách sáo. Khanh hãy cứ coi ta như một người bạn vong niên. Tâu Thượng Hoàng, thần đâu dám nghĩ vậy. Khanh uống đi, rồi nhích lại gần đây, đọc dùm ta bài thơ tức cảnh. Khanh có thấy biển phương Nam đẹp không? ta đã từng thường trăng nhiều dịp, mỗi nơi, mỗi cảnh đều có cái đẹp riêng. Nhưng với cảnh sắc đêm nay, ta thấy có gì lạ lắm, lạ lắm. Tâu, Thượng Hoàng thấy thế nào ạ? Ta thấy, ôi khó nói quá chừng. Nói cho đúng, ta cảm thấy hơn là ta thấy. Ta cảm thấy như ta có thể hòa nhập cùng vũ trụ. Và ta cũng chính là, là một phần của vũ trụ. Vừa đây ta cứ nhìn mãi, nhìn mãi vào một ngôi sao chính diện trong tròm sao thần đông kia và ta trò chuyện. Đúng thế, ta đã trò chuyện trong cái minh mang vô thức. Cảm nhận chính ta là một phần của vũ trụ nảy sinh trong khoảnh khắc đó. Nhữ Hải chăm chú nhìn mãi vào tờ giấy hoa tiên do nhà vui trao cho. Quan ngự sử không còn tin ở mắt mình nữa cứ xoay đi xoay lại tờ giấy, không tìm đâu ra lấy một chữ, chỉ có một hình vòng tròn, giữa là một nhân tròn bằng hạt đậu màu đậm đặc, màu đó cứ chuyển nhạt dần đều cho tới lúc nó chỉ còn mờ mờ như một màn khói. Toàn thể hình tròn chỉ to bằng lòng bàn tay. Do dự một lát, quan ngự sử trung tán, bèn trao tờ giấy lại cho vua và nói: Tâu Thượng Hoàng chẳng biết có phải thần là hạng người ngu tối không, quả thần không đọc được một chữ nào, phải chăng đây là một thứ thiên thư vô trụ. Vui nhân tông vội đón lấy tờ giấy từ tay đoàn nhữ hài, lại đến lượt nhà vua sừng sốt. Nhìn hình vẽ, nhà vua thốt lên. Chính lúc ấy, ta trông thấy ngôi chủ tể trong tròm sao thần nông y hệt thế này trời sao ta lại có thể vẽ ra được cái điều huyền bí dường kia của tạo hóa ta cho đây là giây phút thăng hoa nhất của tâm linh khiến con người có thể tiếp xúc được với cái vô biên chính lúc lão thái đưa giấy bút cho ta là lúc ta vừa có tứ thơ nảy ra ở trong đầu ta định cầm lấy bút viết hóa lại vẽ thành cái hình này nhà vua lặng đi trong giây lát những hải cũng băn khoăn xét đoán chàng tự nghĩ hay là thượng hoàng mắc phải chứng bệnh gì đây thời tiết phương nam chắc không hợp với tạng của người chàng đã toan ngỏ lời vấn an nhà vua bỗng giọng nhà vua lại cất lên ấm áp trong cuộc tuần thú nói cho đúng là cuộc vi hành các châu hoan ái vừa qua khanh có ghi nhận điều gì về chúng dân về quan chức ở các địa sở châu quận nhữ hải im lặng như còn cân nhắc đắn đo những lời sắp nói vui nhân tông tự tay rót cho nhữ hải một tuần trà thứ hai nữa ngài khích lệ khanh cứ mạnh dạn nói lên ý của riêng khanh khanh chớ nên chọn ý lựa lời cốt làm đẹp lòng ta dù khanh nói có trái ý ta nhưng là việc phải không bao giờ ta trách ngay cả những điều quấy được nói qua miệng khanh ta cũng không hề trách phạt ta biết trong dân chúng, trong quan lại, ngay cả trong triều đình, vẫn còn nhiều điều làm ta ấy náy. Nhữ Hải là một viên quan trẻ nhất triều, mới 20 tuổi, đã được vua Anh Tông tin dùng, cất nhắc vào hàng ngự sử trung tán. Vì tài năng chưa có cơ hội bộc lộ, nên các bạn đồng liêu vẫn tỏ ý không phục. Đôi người làm thơ chế diễu, việc ấy đến tai, Nhữ Hải chỉ cười, và chàng cũng tự thú nhận chức quan quá to so với tuổi của ta quả là ta còn là một đứa trẻ nít thật gần đây được vua sai kiến qua vài việc nhữ hài làm vừa ý nhà vua lại có ý định thăng nhữ hài lên hàng ngự sử đại phu có thể sánh ngang với các vị đại thần trong hàng nhất nhị phẩm biết mình còn nhiều người ganh ghét và nhữ hài cũng không muốn vì được nhà vua tiên dùng mà lên mặt cho nên chàng đã cố xin vua hãy khoan thăng bổ. Còn việc nhận xét các bạn đồng liêu trên dưới trong ngoài triều chính, Nhữ Hài lại càng cẩn trọng lắm. Phải nói nhờ có đức cẩn trọng ấy mà Nhữ Hài trụ vững được trên vị trí của mình. Nhưng nó cũng làm cho chàng trai hai chục tuổi vướng vào đường công danh ấy già đi tới chục tuổi nữa không những chàng phải giữ mồm giữ miệng giữ từng tư thế cử chỉ cho đến mọi mối giao du y hệt một nhà tu giữ đạo về khía cạnh này nhữ hài là mặt trái của trần khắc trung khắc trung phóng túng hào hoa tới mức như chẳng cần gìn giữ một tí gì trong cương vị của mình mải đắn đo cân nhắc nhữ hài chợt nhớ câu hỏi của thượng hoàng bèn kính cẩn đáp Muôn Tâu Thượng Hoàng, theo thiện ý của thần thì dân chúng các châu hoan ái trong hai cuộc kháng nguyên vừa qua đã tỏ ra xứng đáng là phiên dậu của triều đình. Các nhà đã đóng góp tới xuất đinh cuối cùng, đồng tiền bắt gạo cuối cùng cho triều đình đánh giặc. Vì vậy, sức dân hầu như đã kiệt. Sau chiến tranh, triều đình có tha tô thuế một phần, nhưng nhiều năm hạn hán, bão lụt, mất mùa, kinh tế xã hội chưa kịp hồi phục thì nạn tham nhũng đã mọc lên. Quan lại ở các nha trấn châu quận, đua nhau xây nhà lập phủ, bòn rút của dân. Vì vậy, tiếng oán vọng trong dân chúng không phải là không có. Nhữ hài thấp giọng vẻ như ngậm ngùi kỳ thực chàng thăm dò ý tứ xem nhà vua có còn muốn nghe những điều nghịch lý trái tai nữa không chàng ngừng lời một cách đột ngột vua nhân tông khẽ nhíu đôi hàng mi vầng trán ngài in đậm những nét nhăn ngang dọc cặp mày ngài ánh lên vẻ buồn buồn nhìn về phía nhữ hài ngài nói giọng trầm tĩnh ta vẫn lắng nghe khanh cứ nói tiếp đi ta nhắc lại khanh cứ nói những việc tai nghe mắt thấy và cả những điều khanh suy nghĩ thầm kín nhưng không muốn bộc lộ ta muốn khanh nói rõ hơn chớ có nói chung chung ta không mong mỏi trong dân chúng không có điều chi oán vọng vì rằng ta tăng cho phần của người này hẳn là phải xén bớt phần của người kia người được tăng sẽ ơn ta người bị xén bớt sẽ oán ta nhưng cái chính là sau mỗi việc làm, ta thấy lương tâm yên ổn. Tuy nhiên, bọn quyền cao chức trọng, bọn giàu nứt đố đổ vách có oán ta, ta chẳng mảy may động tâm. "Nào, khanh nói đi." Nhữ hài chợt nghĩ, không cần phải giấu kín những điều mắt thấy tai nghe, những điều bấy lâu hằng tâm suy nghĩ, chàng mạnh dạn thưa tâu hoàng thượng trước hết tư cách trong hàng quan lại của triều đình có nhiều điều xa suốt luật pháp không được tôn trọng dân chúng không còn biết tin vào đâu tỉ như quan thái bốc đi nói những điều dị đoan nhảm nhí lòe bịp dân chúng để lấy lễ lấy tiền quan thái y không lo việc trị bệnh lại thiên sang đường cầu cúng quá nửa số quan lại trong triều từ hàng ngũ tứ phẩm trở lên xây nhà lập phủ bằng tiền bạc đục khoét của dân nhà vua thẩm nghĩ việc ấy lão dương có nói ta cũng đã biết muôn tâu thượng hoàng điều đáng nói không phải ở chỗ xây nhà lập phủ mà sự nguy hại là ở nơi nó tạo cho những người này có thói quen xa hoa hưởng lạc nó làm cho họ trở nên đồi bại Lẽ ra, toàn bộ trí tuệ con người có được phải nhằm vào việc ích nước lợi dân, thì những người này thuần lo vào việc biển lận, dối trên, lừa dưới, ích kỷ hại dân, biến phép nước thành một thứ trò chơi con trẻ. Dạ, Tâu Thượng Hoàng, loại người này thì ở đâu cũng có. Và lại, trong những ngày phi hành vừa qua, Thượng Hoàng cũng đã mục kích không nói đâu xa ngay nơi thăng mộc của thượng hoàng và các tiên đế sự nhũng nhiễu hà lạm cũng không thiếu thần nhớ bữa về thiên trường thần có gặp một bà lão ăn xin là mẹ của hai liệt sĩ bỏ mình vì nước bản thân bà lão có công lừa giặc vào nơi hang bẫy làm chết gần hết một cánh quân nguyên những người như thế triều đình đã ban ân tứ nhưng ân sủng của nhà vua đâu có đến được người dân Nói đến đây, Nhữ Hải thở dài, ngừng lời. Nhà vua cũng nao nao buồn. Ngài nói, việc đó ta cũng có biết. Ngày ở thiên trường về, Huyền Trân có đến phàn nàn với ta, chuyện Khanh vừa nói. Ta đã bảo quan gia phải khiển trách bọn hương chức sở tại, phải chu cấp cho lão bà đầy đủ suốt đời. Khi chết, phải lập miếu thờ. Tâu Thượng Hoàng, trong thiên hạ thiếu chi những người có cảnh ngộ như bà lão đó, mà Thượng Hoàng cũng như công nương và triều đình chưa biết tới. Thành thử, người có công không được thường, kẻ có tội không bị trừng trị, lòng người sao phấn khích cho được. Nhà vua đột ngột ngắt lời Nhữ Hài và hỏi thôi được việc đó ta đã có chủ ý rồi khi ở chiêm về ta sẽ bàn kỹ với khanh và quan gia bây giờ ta muốn lưu ý khanh đôi điều khi vào đất chiêm trước hết ta muốn biết khi đi quan gia có căn dặn khanh điều gì không tâu thượng hoàng quan gia chỉ nói nhất nhất mọi việc đều phải xin ý chỉ của thượng hoàng thượng tướng thái sư và quan điện súy có cậy nhờ khanh việc gì không bẩm thượng hoàng hai quan thượng tướng chỉ căn dặn thần phải hết lòng hộ giá nhà vui trầm ngâm nhìn ra mặt biển lúc này hơi tối trăng đã ngả về tây gương mặt ngài có vẻ thanh thản dường như ngài đang nghĩ về điều gì ở một cõi xa xăm nào đấy tiếng nói ngài phát ra như từ thinh không dội xuống vậy chứ không có ai căn dặn hoặc cậy nhờ khanh điều gì sao như sực nhớ ra nhớ hài dạ lên một tiếng dạ tâu thượng hoàng thần nhớ có lần trong buổi nhàn đàm với quan đại an phủ sứ trần khắc trung về chuyện thế sự quan huynh có nói bâng cua kỳ thực hàm ẩn sự răn dặn. vậy chứ khắc trung đã răn rặn khanh những gì tâu thượng hoàng thần nhớ vào dịp lễ thường tân năm ngoái sau khi theo quan gia và làm lễ dâng cơm mới ở nhà thái miếu quan đại an có mời thần ghé chơi bên đại an phủ sứ sau khi bàn bạc nhiều về thời cuộc về lẽ thịnh suy ở đời câu chuyện lại dẫn dắt đến thế sự trung nguyên chỉ trung hoa chúng thần đều cho rằng trước sau rồi người thát đát cũng bị người trung nguyên tống ra khỏi cõi nhưng trước mắt thì đế quốc nguyên tức là cả người thát lẫn người trung hoa đều muốn thôn tính đại việt ta cho nên, thượng hoàng dùng kế hòa hoãn với phương Bắc, hòa hợp với phương Nam là thượng sách. Nhân đó, quan đại an phủ sứ có lưu ý thần, nếu có dịp nào vào chiêm công cán thì trước hết nên thăm thú xem nội tình nước họ ra sao, binh lực họ bố trí thế nào, lương thảo họ tích trữ ở những đâu và các đường giao thông thủy bộ của họ đi được loại xe nào, thuyền nào, cửa bè của họ nông sâu bao nhiêu rồi quan đại an mở cuốn binh pháp tôn tử chia cho thần xem thiên dụng gián thần ngầm hiểu ý quan đại an và hỏi lại quan huynh làm tướng văn mà lại am tường sâu sắc về ngành võ đáp tôi ngờ giặc bắc chẳng bao giờ để cho tai yên nên lúc nào tôi cũng phải chuẩn bị phòng khi quan gia và thượng hoàng sai khiến Nhữ hài ngừng lời, vui nhân tông thở dài, ngài ngó nhìn ra phía biển, trăng đã ngả nghiêng mái thuyền, ngài nói giọng ôn tồn. Ta mừng vì khắc chung, có cái lo chung cho thiên hạ, y nhìn phương Bắc thế là sáng suốt, rất hợp ý ta, nhưng ta buồn vì y lại có ý nhòm ngó phương Nam. Ta nghĩ rằng nếu mình không muốn người nguyên xâm lấn thế nào, chắc chắn người trăm cũng nghĩ như vậy với chúng ta khắc chung có cái tâm không thiện vì thế ta đã nhiều lần khước từ quan gia có ý muốn chuyển y sang làm tướng võ ta còn nghe y nói với các bạn đồng liêu y có tài dùng tỳ tướng nhưng cũng có tài chém tỳ tướng mà nghệ thuật của việc sai kiến này là ở chỗ đã chém thì gươm phải thật sắc và lau máu cho thật nhanh tức là để phi tang để che giấu tội ác đức vua dùng mình Ngài nói tiếp vì vậy ta không để quan gia trao quyền làm tướng võ cho một kẻ thất đức từ bữa nghe lão dương kể về khắc trung lĩnh mệnh vua vào trại giặc làm dạng dỡ khí tiết của đại việt lại được diện kiến khắc trung ở bên phủ đông cung trần huyền trân thật sự tôn kính con người bằng xương bằng thịt đó mà trước đây nàng chỉ hình dung chàng một cách mơ hồ như các nhân vật thần linh trong huyền thoại công chúa thật sự tôn thờ chàng như một người anh hùng kỳ vĩ, văn võ toàn tài, người độc nhất vô nhị trên thế gian này. Thật tình khắc Trung không còn trẻ trung gì, cũng chẳng phải một tay mã thượng anh Tuấn như huyền chân thường phát họa hình ảnh chàng ở trong đầu. Khắc Trung thường ngày. Huyền chân gặp là một người mảnh khảnh, nước da mai mái, đầu đội chiếc mũ chiều thiên màu tía biếc, mình vận áo tay rộng cũng màu tía dáng đi thư thái tao nhã. Ấy thế, nhưng công chúa thường tưởng tượng ra một khắc chung oai phong lẫm liệt, hia cao tới gối, kiếm dài quét đất, thắt một cái, đã leo lên mình ngựa, ra roi phi nước đại, cát bụi cuốn lên như một cơn lốc. Vì thế mà không lúc nào nàng không mơ tưởng đến khắc chung như một anh hùng mã thượng. Trong lời nói cũng như trong hành vi cử chỉ, nhiều khi nàng đã tỏ ra khinh suất Nghe nói khắc trung sinh ra ở một vùng núi non hùng vĩ, sông nước điệp trùng, rừng xanh vô tận, đó là vùng Giáp Thạch, Lộ Hải Đông. Trần Khắc Trung sinh ở Giáp Thạch, nay là xã Hiệp Thạch, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cùng quê với Phạm Sư Mạnh. Huyền Chân lấy cớ đi du ngoạn có ghé qua đây hồi tháng trước. Từ khi ở Giáp Thạch về, công chúa có phong độ như một người từng trải. Việc giao du cũng không còn bó hẹp trong một số các vị lão thần và giáo thụ, mà nàng tìm đến sướng họa với nhóm nho sinh xuất sắc trong quốc tử giám. Nàng nghe đồn trong đám nho sinh sắp vào thi đình năm tới, văn tài đổi nhất có mạc Đĩnh Chi, lại nghe nói Đĩnh Chi là người hơi dị dạng. Vì vậy, càng khơi gợi trí tò mò của một nàng công chúa khuê cát. Huyền Trân bèn quyết định xông thẳng và gặp quan tư nghiệp quốc tử giám và xin được dự một buổi bình văn. Hạnh ngộ đúng buổi, quan tư nghiệp đang chủ tọa buổi bình thơ của cố tướng quân Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải. Quan tư nghiệp trịnh trọng mời công chúa ngồi vào hàng chiếu nhất, kế bên quan hàn lâm thị độc. Trần Huyền Trân nhẹ đưa ánh mắt, bao quát cả một lượt từ phía các quan đại thần tới hàng các nho sinh trong đám nho sinh, nhiều người còn rất trẻ, khoảng độ 15-16 tuổi. Huyền chân chú ý đến một người ngồi hàng đầu, nước da sàm sạm, đôi gò má cao vô lên, má hóp chán rô, chỉ được đôi mắt to tròn linh lợi sắc sảo đôi mắt như toát ra hai luồng hào quang chói sáng. Chàng trai ấy ngồi hai đầu gối co lên quá tai, cầm tì giữa hai gối, nom chàng giống hệt dáng vẻ một con khỉ. Nàng thầm đoán, có lẽ người này là Mạc Đĩnh Chi, thiên hạ vẫn đồn đại đây. Huyền Trân đang mải bê quan sát sắc diện đám nho sinh, bỗng thấy quan tư nghiệp rơi chiếc vồ bằng ngón chân cái, gõ vào núm một quả chuông to bằng hai trái bưởi treo vào cái giá nho nhỏ. Tiếng chuông vừa dứt, quan thị độc cất giọng sang sảng đọc bài, tống xài trang khanh. Đọc xong, quan thị độc ngừng nhìn cử tọa, cả học đường im phăng phắc. Nguyên văn bài thơ Tống Sài Trang Khanh như sau. Tống quân quy khứ độc bàng hoàng, mã thù xâm xâm, chỉ đế hương, nam bắc tâm tình, huyền phản bái, chủ tân đạo vị, phiếm ly trường, nhất đàm tiếu khoảnh, ta phân duệ cậu sướng thù gian, tích đối sàng, vị thẩm hà thời trùng đồ điện ân cần ác thủ tự huyên lương dịch nghĩa tiễn xài trang khanh tiễn ông về nước tôi thật bồi hồi ngựa xăm xăm trò lối đế hương chạy điềm nam bắc tâm tình như treo trên lá cờ đi xứ trở về chủ khách say mùi đạo cùng nhau chúc chén biệt ly nói cười vừa chốc lát, than ôi đã dứt áo chia tay. Trong lúc ngâm nga sướng họa, nhớ tiếc khi giường nằm đối diện, chưa biết ngày nào lại gặp nhau để nắm tay kể chuyện hàn huyên. Quan tư nghiệp bèn cắt nghĩa xuất xứ của bài thơ. Ngài nói, bài thơ này Đức Chiêu Minh làm vào năm nhâm ngọ 1282, Năm đó tình hình bang giao giữa Đại Việt ta với nhà Nguyên khá là căng thẳng. Hố tất liệt hết đòi vua ta sang trầu, lại bắt nếu không sang được thì đánh người vàng thế mạng đưa sang. Nhà Nguyên tập trung binh lực ép ta đủ điều. Thượng Hoàng lúc ấy bèn sai người chú họ là Trần Di Ái cầm đầu sứ bộ ta sang thương thuyết với nhà Nguyên. Phò tá Trần Ải, tức là Trần Di Ái, còn có Lê Mục và Lê Tuân vua nguyên bèn nhân cơ hội này phong cho di ái làm an nam quốc vương lê mục làm hàn lâm học sĩ lê tuân làm thượng thư lại sai sài thung lúc ấy là thượng thư bộ lễ làm Tránh sứ cùng năm ngàn quân hộ tống đưa di ái về nước đức hưng đạo đã nhận mệnh trước quan gia phải đánh tan tành đội quân của sài thung bắt bọn di ái và dọn đường để đức chiêu minh đón sải thung về thăng long thương nghị. khi sải thung về nước, ngài lại đưa tiễn đến địa đầu biên ải, nhân đó làm bài thơ lưu biệt này. theo lệ thường, sau khi quan tư nghiệp đã giảng giải sơ bộ về xuất xứ của bài thơ hoặc bài văn xong, các nho sinh cứ lần lượt nói lên cái ý của mình việc phẩm bình thơ văn là theo giá trị đích thực của tác phẩm chứ không câu nệ tác phẩm ấy là của ai người bình phẩm có thể khen chê tùy ý thích hoặc tùy trình độ nhận thức của mình nhưng cấm ngặt việc mạt sát tác giả hoặc tâng bốc tác giả một cách thái quá quan tư nghiệp là một người mẫu mực trong việc rèn luyện nhân cách cho các nho sinh vì ngài cho rằng những người học trò ngày nay ngày mai chính là những người trong bộ máy giúp dập triều đình nếu tài năng và tư cách họ thấp kém hẳn là nền chính trị của quốc gia sẽ suy sụp không khí nhà học đường im phăng phắc huyền chân đưa mắt nhìn mọi người xem trong đám nho sinh kia ai là người sẽ khai mở buổi bình thơ chợt nàng thấy người ngồi kế với người mà nàng đoán là mạc đĩnh chi đang ngước đôi mắt trong veo về phía quan tư nghiệp đôi môi mấp máy như muốn nói người này có khuôn mặt sáng sủa chán cao cằm bạnh nét thông minh anh tuấn hiện lên với vẻ sắc sảo duy có điều là tuổi còn rất trẻ khoảng độ mười bốn mười năm là cùng quan tư nghiệp nhìn về phía chàng ta ngài gật đầu nói nguyễn trung ngạn chàng thiếu niên vụt đứng dậy công chúa lúc này mới vỡ lẽ thì ra người mà cả kinh thành coi là một thần đồng lại chính là cậu bé này đây mọi người đổ xô nhìn về phía nguyễn trung ngạn chàng chưa kịp nói thì đã có một tiểu đồng chạy vào dâng cho quan tư nghiệp một bức thư ngài xem thư xong bèn nói với tên tiểu đồng con ra mời ngay quan đại an và thái tử vào rồi ngài nói với toàn thể cử tọa Hiện có thái tử và quan đại an phủ sứ của kinh sư đến tham dự buổi bình văn. Niềm vui hiện lên ánh mắt lấp lánh của Huyền Chân, má nàng ửng hồng như đang có điều gì e ấp ở trong lòng. Quan Tư Nghiệp bỏ chiếc mũ bình thiên ra, sửa lại búi tóc, tóc ngài bạc trắng như cước, ngài khoan thai bước ra bậc tăng cấp. Đúng lúc hoàng thái tử và quan đại an phủ sứ cũng vừa tới ngài vái chào hai người đáp lễ xong cả chủ khách cùng ngồi sai đáp lễ xong cả chủ khách cùng ngồi trên bộ kỷ bằng gỗ lim đen bóng mọi người vừa yên vị quan tư nghiệp nhìn về phía nguyễn trung ngạn từ nãy giờ sai quan tư nghiệp nhìn về phía nguyễn trung ngạn từ nãy giờ vẫn đứng ngài hất hàm như khích lệ chàng thiếu niên gắng đi mạnh dạn nói đi chàng thiếu niên nói một hồi về những lời đẹp ý hay ngôn ngữ uẩn ảo tao nhã của chiêu minh đại vương bỗng chàng đột ngột dừng lại như muốn chuyển ý hoặc đang cân nhắc phải nói ra một điều khó nói sự chín chắn đó đã vượt khỏi tầm tuổi chàng dây lâu nguyễn trung ngạn lại lên tiếng theo thiền ý của tiểu sinh đây là một bài thơ hay nhưng chưa tỏ được cái hùng tâm của người làm tướng, chưa làm cho kẻ thù thấy được sức mạnh của Đại Việt. Trần Khắc Trung cảm thấy khó chịu về lời nhận xét của một gã thiếu niên miệng còn hơi sữa. Đối với văn thơ và sự nghiệp trói ngời của một bậc quân tướng tiên triều, nhưng ông cố kìm nén vì ông trở thấy sắc mặt của quan tư nghiệp quốc tử giám vẫn bình thản. Khắc Trung đưa mắt lơ đãng nhìn khắp cửa tòa chợt ông bắt gặp ánh mắt của Huyền Trân nhìn thẳng vào ông. Trần khắc trung giật mình, không ngờ công chúa lại dám đường đột vào cả chốn này và tự hỏi nàng đi tập văn hay nàng kiếm tìm ta. Bất giác, ông thấy lòng hồi hộp. Thưa quý vị và các bạn, khi ở Trương Quốc về, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã báo cho các quan một tin vui. Đó là ngài đã lấy được một ít giống lúa gặt vào vụ tháng 5, gieo cấy vào đầu tháng riêng. Nếu thành công thì dân ta sẽ có hai vụ lúa, không còn lo thiếu đói. Ngài đã đặt tên cho giống lúa lấy từ chiêm thành về là lúa chiêm. Những điều quan trọng đã được Trần Nhân Tông thông báo với các vua quan trong triều. Những vấn đề quan trọng ấy là gì? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chuyến đi của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đến với Chiêm Quốc có một ý nghĩa rất lớn trong việc kết mối bang giao chặt chẽ giữa hai quốc gia. Điều hệ trọng nhất trong chuyến đi này đó là Trần Nhân Tông đã phân giải thấu đáo với Vua Chiêm để Vua Chiêm thấy được cả Đại Việt và Chiêm Thành đều nằm trong mưu đồ thôn tính của ngoại bang. Vì vậy, hai nước phải liên kết lại trên tình huynh đệ. Trần Nhân Tông đã lấy được một ít giống lúa gặt vào vụ tháng 5, gieo cấy vào đầu tháng riêng để gieo cấy tại Đại Việt. Nếu thành công thì dân ta sẽ có hai vụ lúa, không còn lo thiếu đói. Ngài đã đặt tên cho giống lúa lấy từ chiên thành về là lúa chiêm. Một việc quan trọng nữa mà Trần Nhân Tông đang suy nghĩ đối với cuộc đời và sự nghiệp của Trần Huyền Trân. Nhưng lúc này, Huyền Trân công chúa vẫn đang ở trong cảm xúc vấn vương của người con gái mới lớn với một người mà nàng hàng ngưỡng mộ. Mời quý vị nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Tát Chủ Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải Nối tiếp nhau giam bảy người nữa nói cũng vẫn theo cái mạch của Nguyễn Trung Ngạn. Thái tử ngồi hí hoáy nghịch chiếc giải mũ theo kim tuyến, thẳng lại ngừng nhìn ai đó đang nói với vẻ ngơ ngác, chứng tỏ thái tử không hiểu được người đó đang nói về cái gì. Một phút im lặng, quan tư nghiệp đưa mắt nhìn khắp một lượt hỏi, vậy chứ có còn ai có điều gì cần nói nữa không? Hãy suy nghĩ cho kỹ, các người đừng có hấp tấp, phải hiểu và phải nói được cả cái phần không có trong bài thơ chu minh đại vương là một người học rộng tài cao trí dũng song toàn ta ngờ rằng các người chưa hiểu thấu cái ý thâm viễn của đại vương đâu quan tư nghiệp đưa tay lên xoa xoa vầng trán đó là dấu hiệu khi ngài có điều gì suy nghĩ lao lung hẳn ngày buồn vì đám nho sinh kiến văn còn hạn hẹp nên không kiến giải nổi cái ý sâu xa của bài thơ cũng như không hiểu được tình thế của một nước nhỏ đối với một nước lớn trong quan hệ bang giao ngài rất ngạc nhiên tại sao đám nho sinh lớn tuổi mà cũng không hiểu hay họ còn ngại ngần gì mà cứ ngồi im phăng phắc thế ngài lại đưa mắt nhìn về phía họ một lượt bỗng ngài thấy mạc đĩnh chi đang ngọ nguậy muốn đứng lên quan tư nghiệp biết khả năng học trò của mình lắm trung ngạn là một đứa trẻ thần đồng học đâu nhớ đấy học một hiểu mười cho dù có cái thiên bẩm thông tuệ ấy đi nữa cũng không hiểu nổi những thế cờ chính trị rối rắm của thời cuộc nghĩa là nó ngoài tầm với của tư duy một gã thiếu niên còn về Đĩnh Chi, tuổi có lớn hơn Trung Ngạn chút ít, nên suy tư có chững chạc hơn. Qua những bài văn sách, quan tư nghiệp cũng hé thấy nơi mạc Đĩnh Chi, một nhà chính trị chững chạc. Hy vọng nơi chàng sau này sẽ giúp dập được triều đình trong công cuộc hưng vượng quốc gia và kinh chống với thế lực xâm lăng phương Bắc. Ngài có vẻ hài lòng dừng cặp mắt nhân hậu nơi chàng trai có dung mạo khác thường kia. Ngài nói Đĩnh Chi, hãy xét định bài thơ theo cách của con. Được thầy cổ vũ, Đĩnh Chi mạnh dạn nói, tài thơ của Đức Chiêu Minh Đại Vương đúng như anh Nguyễn Trung Ngạn đã phẩm bình. Điều kinh ngạc là xuất xứ tưởng như không ăn nhập gì với lời lẽ trong bài đưu biệt này, nhưng đó lại là dụng ý sâu xa của tướng quân Trần Quang Khải ngài vừa phá tan một âm mưu thâm độc nhất của vua nguyên là hốt tất liệt mong dựng lên một triều đình bù nhìn bằng sức ép bang dao có vũ trang ngài cũng làm bẽ mặt phải nói là làm nhục sài thung trong chuyến công cán của y sang đại việt nghĩa là y hoàn toàn thất bại tay trắng trở về để vớt vát lại phần nào thể diện cho sài thung và cũng là để y nguôi vợi nỗi đắng cay vì vua tôi y thấp mưu thua trí tướng quân làm như quên hết các chuyện vừa xảy ra căn cứ vào lời lẽ trong thơ ta tưởng như đây là cảnh tiễn biệt của đôi bạn tri kỷ khiến cho sài thung phải ngậm bồ hòn làm bật dứt áo chia tay ở đây còn có một việc lớn tướng quân muốn lưu tâm nhà nguyên nhưng ngài không tiện nói trong bài thơ rằng việc đánh dẹp ngoại bang xâm lấn bờ cõi và trị tội kẻ phản nghịch là việc nội bộ của đại việt không can dự gì tới thiên triều còn như sứ giả của thiên triều tới lui đều được bản quốc tiếp rước như là một thượng khách mạc đĩnh chi nói những điều chí lý cả học đường im phăng phắc quan tư nghiệp mắt nheo nheo như muốn cười ngài không khỏi sung sướng có được những học trò xuất sắc như trung ngạn như đĩnh chi niềm tự hào của ngài càng tăng hơn nữa khi ngài thoáng nhìn thấy quan đại an phủ sứ trần khắc trung cứ gật gật đầu tỏ ý bằng lòng với sự kiến giải của mạc đĩnh chi ngài còn nhìn thấy cả công chúa chăm chú nghe mạc đĩnh chi nói như uống lấy từng lời vừa lúc mạc đĩnh chi ngừng lời nhưng chưa có gì chứng tỏ là chàng đã cạn ý. Mọi người vẫn im lặng chờ đợi. Mạc Đĩnh Chi ngước cặp mắt trong sáng, nhìn về phía quan tư nghiệp, nhưng ngầm xin lĩnh ý thầy. Ngài khẽ nhách mép cười và ba lần vút tròm sâu bạc trắng. Mạc Đĩnh Chi biết đó là dấu hiệu thường thấy khi thầy đang có điều gì hoan hỉ lắm. Được thầy cổ suý, Mạc Đĩnh Chi lên tiếng rõng rạc tiểu sinh nói điều này chỉ sợ không đúng ý của tiền nhân cứ theo ngu ý thì đây là một sách lược bang giao bộ quốc sách của đại việt ta lấy nhu chế cương quốc sách này hình thành từ ngô vương quyền trải đinh lê lý cho tới bản triều ta đều kế tiếp nối truyền và đều có bổ khuyết cho muôn phần hoàn hảo trong đối sách của nước việt ta qua các đời với trung quốc đều tỏ ra ôn nhu nhu chứ không nhược. Vì thế, ta vẫn giữ được nền độc lập tự chủ. Ngô Quyền nhu với nhà Nam Hán, nhưng lại giết Lưu Hoàng Thao ở sông Bạch Đằng. Lê Hoàn nhu với nhà Tống, nhưng lại giết Hầu Nhân Bảo, Quách Quân Biện, Triệu Phụng Hưng ở Chi Lăng. Đó là một thời, lại một thời dùng cương để chế cương như Lý Nhân Tông, Sai Lý Thường Kiệt, Tông Đàn, đánh các châu khâm liêm Ung diệt hàng chục vạn quân Tống mưu và xâm lấn cõi bờ ta. Sau trận tập kích đại thắng đó, lại rút về phòng thủ ở bờ Nam sông Như Nguyệt, khi quách quỷ Triệu Tiết kéo quân sang, Lý Thường Kiệt đánh cho đại bại, nhưng lại vẫn giảng hòa, cấp ngựa xe lương thảo cho quân Tống rút về. Vậy rốt cuộc vẫn cứ là ôn nhu, bản triều ta đã nối tiếp đánh quân Nguyên ba lần đại bại. Ta đánh cho thoát hoan, phải chui vào ống đồng trốn chạy, ta chém đầu toa đô, giết Lý Hằng, Lý Quán, cầm tù tích lệ cơ ngọc, nhưng ta vẫn giữ lễ triều cống. Vì sao vậy? Ấy bởi thế của ta là thế nước nhỏ, phải có phương lược của nước nhỏ. Ta với Trung Quốc, một lớn một nhỏ, vẫn cứ song song tồn tại. Trung Quốc vẫn cứ phải vờ thừa nhận sự thần phục giả, độc lập thật của Đại Việt ta. Trong thế cờ bang giao giữa hai nước, không ai hiểu ta bằng Trung Quốc, cũng như không ai hiểu Trung Quốc bằng ta. Họ với ta thật sự là kẻ thù tri kỷ. Cho nên, bài lưu biệt của tướng quân Trần Quang Khải với sứ Nguyên Sài Thung thực chất là một phương lược bang giao, chứ Đức Chiêu Minh Đại Vương của ta quý luyến gì kẻ kia mà vị thẩm hà thời trùng đổ điện, ân cần ác thù tự huyên nương chưa biết ngày nào gặp lại nhau để nắm tay kể chuyện hàn huyên mạc đĩnh chi ngừng lời đầu hơi cúi xuống tỏ ý kính cẩn biết ơn các bậc bề trên và các bạn đồng môn quan tư nghiệp quốc tử giám đắc ý lại vuốt chòm dâu tới ba lần ngày vuốt khoan thai đĩnh đạc như người vừa được thưởng thức một chén trà ngon vào buổi sớm tinh sương thực tình ngài rất lấy làm mãn nguyện về kiến thức sâu sắc mà ngài đã truyền dạy cho đĩnh chi và chàng thiếu niên này biến báo chữ nghĩa của thánh hiền một cách lỗi lạc như một kẻ có đầu óc kinh luân chứ không phải bọn tầm chương trích cú theo lối học cử nghiệp tầm thường quan đại an phủ sứ Trần Khắc Trung không khỏi giật mình về lối lập luận cũng như cách kiến giải đúng đắn và chính xác của Mạc Đĩnh Chi. Ông thầm nghĩ người này kiến thức hơn ta nhiều lắm. Y sinh sau đẻ muộn mà cứ như là y chứng kiến các sự việc đã xảy ra. Như chính y là người hoạch định chính sách băng giao của thời trùng hưng. Buột miệng Trần Khắc Trung khen mạc đĩnh chi nguyễn trung ngạn mai sau sẽ là những tay trụ cột của triều đình mong rằng sự học của các người sẽ còn tấn tới nhiều nữa để khoa thi tới đây sẽ dự vào hàng tam khôi nói xong ông nghiêng người xá quan tư nghiệp quốc tử xám ông đưa mắt kiếm thái tử thì thấy thái tử đang ngồi bắt dế ở ngoài vườn ông cũng bắt gặp ánh mắt sáng ngời của công chúa bốn mắt nhìn nhau có phần như đắm đuối như hò hẹn trần nhân tông theo đường thủy từ chiêm thành về vừa tới thăng long nhà vua đã sai sửa lễ để ngài vào bái yết trong nhà thái miếu triều trần theo đến làm lễ đông đủ trải gần chín tháng vừa đi về vừa ở lại đất chiêm nhà vua không những khỏe mạnh mà lại có phần nhuận sắc ra các quan lấy làm mừng lắm Vua Anh Tông luôn theo hầu bên cạnh Thượng Hoàng. Công chúa Huyền Trân cũng không rời cha một bước. Cáo nhà thái miếu xong, vua Nhân Tông hỏi han sức khỏe và công việc của từng người. Các quan nóng lòng chờ đợi Thượng Hoàng kể chuyện người vào đất chiêm. Nhà vua mỉm cười nhìn khắp lượt các quan. Ngài nói, Chiêm Thành là một nước có nền văn hiến cao. Dân chiêm tôn thờ quốc vương của họ như tôn thờ một vị ác thần bởi họ chỉ kính sợ mà không dám gần gũi nên kiến trúc và nghề hàng hải của họ phát triển ngang nhau họ có nhiều tôn giáo đạo bà la môn được coi là quốc giáo nhà vua cũng theo đạo này đạo phật là đạo lớn thứ hai sau bà la môn phật giáo chiêm thành theo phái tiểu thừa và cả đại thừa như ta nhà sư du già sang ta hồi đầu năm là giáo chủ phật giáo chiêm thành Chiêm Quốc cũng mới có một nhóm người theo đạo Hồi. Nhà vua không cấm, nhưng đạo này còn ít người theo. Người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn, không nuôi và không giết lợn. Họ thờ con lợn như một vị thần, cũng như người Bà La Môn không ăn thịt bò và thờ bò như thờ thần. Ta nghe nói có một số giáo sĩ thuộc loài Bạch chủng vào Chiêm xin truyền đạo của Tây Dương, nhưng nhà vua không thuận. Ngoài ba tôn giáo đó ra, người Chiêm không thờ các tạp thần. Về phần chữ nghĩa, nước họ cũng có. Chữ Chiêm giống chữ Phạn của Tây Trúc. Có thể người Chiêm đọc chữ Phạn theo thổ âm của họ, giống như ta đọc chữ Trung Quốc. Đột ngột, Trần Nhân Tông ngừng lời, quay sang hỏi vua Anh Tông. Mặt bắc thế nào quan ra, từ khi ta vào Chiêm đến nay, người Nguyên có động tĩnh gì không? Môn tâu phụ hoàng, không có chuyện gì lớn xảy ra. Thế còn chuyện nhỏ xảy ra là cái gì? Nhân tông hỏi lại, bẩm phụ hoàng, lính nguyên suối dân bên đó sang cày ruộng của dân bên này. Có chỗ lính của họ đóng giả dân thường sang gặt lúa của ta. Họ cãi bừa là đất ruộng của họ. Dân ta cày cấy thì họ gặt. Quan lại sở tại giải quyết việc này đã êm cả. Quan gia nói lại ta nghe cách giải quyết các vụ tranh đoạt bẩm phụ hoàng, đám dân sang gặt đó, quan sở tại mời tất cả về công quán, cho ăn uống tử tế, rồi hỏi họ tại sao dám liều lĩnh như vậy? Có đúng là ruộng ấy họ đã sở hữu từ trước không? Chúng đều trả lời là do quan địa phương bên Trung Quốc xui, còn bọn lính thì thúc bách họ. Viên huyện lệnh đã làm tờ biên bản tường thuật lại đầu đuôi sự việc, bắt họ ký cả vào đó, còn đám lính bị ta bắt, cho ăn uống no say, cũng khai là do quan sở tại bắt đi. Viên huyện lệnh đã làm biên bản bắt chúng ký, rồi tha về hết. Tất cả bọn chúng đều hứa từ nay không dám làm càn như thế nữa. Bên ta đã cử viên chi phủ sang gặp an phủ sứ của họ, nói cho họ biết các sự việc diễn ra do cấp dưới của họ gây nên ta cũng cho họ xem biên bản và bảo nếu họ còn để việc trên tái phạm sẽ tâu về yên kinh họ hứa là sẽ nghiêm lệnh của triều đình yên kinh chính là bắc kinh hiện nay vương nhân tông thở dài vậy cho quan gia và các khanh có ngờ rằng đây lại chính là chủ ý của triều đình nhà nguyên không mọi người ngơ ngác vì không có ai ngờ một nhà nước lớn như thế lại xui dân gây sự bất hòa với lân quốc bằng những điều nhỏ mọn mà ngay đám tiểu nhân cũng không bao giờ làm. Vui nhân tông nói với giọng ngồi ngồi, các người chớ quên chính nước lớn mới làm những điều sằng bậy trái đạo, vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đường là một nẻo. Và lại, phải xem đây là mưu của người Trung Quốc chỉ người Trung Quốc mới nghĩ ra các thứ mẹo vặt ấy. Ngoại trừ những điều nhân nghĩa ra thì các nhà cai trị Trung Hoa không việc gì là họ không làm. Từ những việc kinh thiên động địa đến việc táng tận lương tâm, biển sao họ có lợi. Cũng nên nhớ đây còn là quốc sách truyền thống của người Hoa Hạ từ ngày họ mới lập nước tới nay người Trung Quốc xưa thường cho dân tộc mình là nòi giống đẹp đẽ nhất hoàn vũ nên gọi là hoa hạ. Các người có nhớ hồi đánh giặc thát ta chỉ ngại cái đám mưu sĩ người Tống đầu hàng nhà Nguyên lẩn vào trong đó. Cho tới khi trừ được bọn Lý Hằng, Lý Quán rồi, ta mới yên tâm đánh bọn thoát hoan, tích lệ cơ ngọc. Bọn người thát, trước sau gì cũng không nuốt nổi Trung Hoa. Cho nên cái họa lâu dài của ta là họa Trung Quốc, chứa coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn, tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp, không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta, họ gậm nhấm đất đai của ta. Lâu dần, họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích Vậy nên, các người phải nhớ lời ta dặn, một tức đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu. Ngừng một lát, nhà vua lại nói, ta vào chiêm, có bàn bạc kỹ với quốc vương chiêm. Chế mân, ông ta là một người vừa trung hậu, vừa hào hoa nhân ái. Quốc vương của ông ta giàu có, dân chúng cần cù, khéo léo tay chân, cứ xem những đền đài tượng tháp hoặc chùa Phật của họ, ta cứ tưởng sức người không làm nổi mà phải có thần linh giúp dập. Nhưng không, chính mắt ta thấy những người thợ đá, họ tạc những bức tượng vũ nữ, những con chim thần khiến ta tưởng như đó là người đang múa, chim đang bay vậy. Trần Huyền Trân, con gái yêu của Thượng Hoàng, đang ở tuổi trăng tròn, lòng đầy mơ mộng, nghe cha kể về một xứ sở kỳ lạ, khiến nàng có cảm giác đó là xứ sở của thần tiên. Từ bữa vua cha trở về, nàng lẽo đẽo theo cha từng bước, nghe đủ thứ chuyện, hỏi không biết bao nhiêu điều. Nàng đón nhận từng lời nói của vua cha, nhưng người đi lâu ngày trên sa mạc khát bỏng, hít hà lấy từng giọt sương đêm. Huyền Trân không những chỉ có nghe mà trí tưởng tượng của nàng còn vẽ ra cả một thế giới của người chiêm cực kỳ sống động hệt như thế giới cực lạc trên cõi niết bàn chợt trần nhân tông bắt gặp khuôn mặt kỳ ảo của con gái dường như ngài đọc được cả ý nghĩ của con tự nhiên ngài thấy có gì nhoi nhói ở trong lòng khi ngài nghĩ đến tương lai của huyền chân ngài tự nhủ con yêu quý của cha ơi, lẽ nào số phận của con lại không được tốt đẹp như cha mong muốn? Cha ơi, cái xứ sở kiêu hùng và đau đớn của ta, số phận mỗi con người đều gắn chặt với số phận của đất nước. Cả như con ta cũng không tránh khỏi điều đó nữa sao? Nếu như không có cái nước Trung Hoa khổng lồ quái quỷ và ác độc ở cạnh ta ám ảnh, chèn ép, bức bách và lúc nào cũng chỉ rình rập thôn tính ta, thì thần dân ta đâu đến nỗi chăm bề cực nhọc thế này. Nếu mỗi người dân đại Việt không ý thức được phải làm gì cho đất nước giàu có và hùng cường, đủ sức mạnh để vượt lên kẻ thù, thì ngàn năm sau ta vẫn cứ mãi là cái bóng mờ nhạt của con quỷ này và phụ thuộc vào nó, ước chi trời phật giúp ta phép lạ ta sẽ di chuyển cả quốc gia đại việt này tới một miền nào mà các dân tộc các quốc gia cùng sống trong cảnh hiếu hòa bình đẳng và yêu thương nhau như người trong một nhà sau khi cả quốc gia ta di chuyển rồi nơi đây sẽ là một vành đai chết sẽ không có một quốc gia nào chung sống với nó nữa nó sẽ trở thành một con quỷ đơn côi nhà vua sực nhớ là mình đang nói chuyện với quần thần về nước chiêm. Định thần một lát, ngài tiếp. Ta phải vui mừng báo cho các khanh một điều. Ở chiêm có giống lúa gặt vào tháng 5. Ta chưa từng thấy có lúa chín vào tháng 5. Họ cũng có gặt lúa vào tháng 10 như ta. Vậy là một năm họ có tới hai vụ lúa. Dân tình no ấm lắm. No là vì họ nhiều lúa gạo ấm là vì họ có nghề trồng bông dệt vải ấm còn vì quanh năm nắng đẹp ở chiêm không có mùa đông lạnh giá cây cối của họ bốn mùa xanh tốt nhiều giống hoa đẹp quả ngon ồ ta có lấy về được một ít giống lúa gặt vào vụ tháng năm gieo cấy vào đầu tháng riêng nếu việc này nhờ ơn trời phật mà thành dân ta một năm có hai vụ lúa hẳn là không còn phải lo thiếu đói nữa sắc mặt các quan bừng lên rạng rỡ ai nấy đều mong ngóng đến một ngày nào đó vào tháng năm những cánh đồng bạt ngàn xưa kia bỏ hóa nay là những cánh đồng lúa chín vàng như lúa vụ mười vậy là ta có gấp đôi số lúa hiện có nhà vua lại nói trường lão phật giáo chiêm quốc là người tâm đắc với ta có cho ta được độ một đấu thóc giống ta đã giao cho lão thái cất giấu cẩn thận Nay mai ta giao lại cho nhữ hài trông nom việc gieo cấy rồi nhân giống ra. Một hạt thóc này quý bằng cả trăm nén vàng. Nếu sơ xuất để chuột chim phá hoại mất giống, ta sẽ trị tội ngang với tội phản quốc. Các ngươi phải nhớ, việc cấy được giống lúa này có quan hệ đến vận mệnh nước nhà. Lúa lấy giống từ chim thành về, nên ta đặt tạm cho nó cái tên là lúa chim. Thật ra, từ thời nhà Lý đã đem giống lúa này về trồng, nhưng lâu đời lúa bị thoái hóa, dân đã bỏ không trồng nữa, nay ta muốn gây dựng lại. Ngừng một lát, nhà vua lại tiếp, điều hệ trọng nhất trong chuyến vào Chiêm này ta đạt được, ấy là ta đã phân giải thấu đáo với vua Chiêm, để chế mân thấy được cả Đại Việt và Chiêm Thành đều nằm trong mưu đồ thôn tính của các triều đại Trung Hoa. Vậy hai nước phải liên kết lại trên tình huynh đệ để tạo ra sức mạnh chống lại các cuộc xâm lăng của phương Bắc. Việc này ta đã thận trọng cân nhắc. Các ngươi chớ có làm điều gì hồ đồ, hại đến chữ tín, khiến người chiêm phải nghi ngờ. Ta cũng đã nói hết nhẽ với chế mân, nhưng quả thật ông ta đang ở vào thế bí. Theo nhà Nguyên, nhất định Đại Việt chống lại, liên minh với Đại Việt, hẳn nhà Nguyên đe dọa. Và lại, ngay trong nước cũng còn có thế lực muốn chống ông ta cho nên muốn tạo được thế liên minh bền vững với chiêm ta phải làm được hai điều một là giúp cho chế mân đủ mạnh để trong thì chế được kẻ muốn chia rẽ chống đối ngoài thì kẻ thù phải nể sợ hai là phải làm cho mỗi người chiêm từ vua quan tới thứ dân tin vào lòng thành thật hòa hiếu của đại việt cho nên các ngươi từ tướng lĩnh ngoài biên ải đến các sứ đoàn vào chiêm nhất nhất không được làm điều gì kinh suất để có thể tổn hại đến tình băng giao hữu hào giữa hai nước. Các ngươi nên nhớ người nguyên như loài cú vọ lúc nào cũng rình rập hễ ta sơ hở là họ sấn sổ nhảy vào ngay cứ xem hành vi của sứ đoàn của họ ở thăng long này và ở trà bàn là ta biết hết ruột gan họ nhà vua đột ngột dừng lời vẻ như cân nhắc rồi tiếp còn miền đất hai châu sẽ được chiêm thành trả lại đại việt bằng con đường tế nhị tránh việc nhà nguyên gây khó dễ cho ta việc này ta sẽ bàn kỹ với quan gia các ngươi cứ yên tâm ta không bao giờ để một tấc đất của đại việt lọt vào tay kẻ khác nhưng ta còn muốn không bao giờ có nạn can qua diễn ra trên mảnh đất thấm biết bao máu của người Việt mình từ bao đời nay đông kết lại. Mấy bữa nay, trong lòng huyền chân trở nên xáo trộn, nàng coi Trần Khắc Trung như một thần tượng và ao ước chiếm lấy. Bỗng gặp Nguyễn Trung Ngạn, cậu thiếu niên thần đồng và mạc đĩnh chi, chàng thanh niên tài năng vào bậc siêu Việt khiến lòng nàng dao động không biết hướng tâm thức mình về nẻo nào, nhưng trung ngạn, tuổi còn nhỏ quá. Thành thử, nàng tuy có phục tài mến đức những người đó, rốt cuộc vẫn cứ phân vân. Với Trần Khắc Trung, sau buổi tao ngộ trong cuộc bình văn, Huyền Trân có lại phủ đường thăm ông ta. Trong câu chuyện, cũng như qua các buổi sướng họa thơ phú, Huyền Trân chợt nhận ra có một Khắc Trung khác, không giống với Khắc Trung, đã xông pha vào trại giặc. Giữa muôn chết, vẫn khẳng khái ung dung. Huyền Trân tự hỏi tại sao mình mến mộ ông ta mà ông ta cứ phải lảng tránh. Nghe nói ông ta cũng lảng tránh cả vợ con, gia đình, lại không thiết gì tới cả việc xây dinh lập phủ. Thế là cớ làm sao? Ông ta là một con người khó hiểu, một viên quan lớn vào loại ương gan trăng. Huyền Trân là một công chúa đài cát, còn trong trắng thơ ngây, làm sao nàng có thể thấu hiểu được sự phức tạp ở đời. Nàng đâu biết, khắc chung còn phải đối phó với biết bao ngón đòn ngầm của những kẻ không ưa ông. Đâu có phải chuyện ngẫu nhiên, ông bỏ vợ bỏ con, bỏ nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ với cả một lũ tỳ thiếp xinh đẹp để đến ở nơi công đường tẻ ngắt chẳng qua là gia đình ông nhạc của khắc trung hồi quân thát sang xâm lấn đã đầu hàng người thát vì vậy mà tất cả tài sản của gia đình nhà vợ bị tịch thu để tránh sự liên lụy khắc trung bỏ luôn cả gia đình vợ con để sống cuộc đời đơn độc sự ly thân đó cốt để bày tỏ lòng chung của mình với triều đình bỏ lửng lơ thế thôi nhưng ông ta không đoạn tuyệt còn việc không xây dinh lập phủ không phải do ông quá liêm khiết như nhiều người tưởng. Mà cái chính là xây để làm gì, xây cho riêng một mình ông ta ở thì thật là không cần thiết. Việc đời u minh uẩn khúc như thế thì huyền chân một nàng công chúa cành vàng lá ngọc trong chốn khuê môn lại mới chỉ 15-16 tuổi, hiểu sao thấu được. Còn về phía khắc trung, ông ta có biết rằng công chúa tỏ lòng mến mộ ông, gửi gắm tấm lòng nơi ông không? Một người từng trải như khắc trung, làm gì ông ta không hiểu điều đó? Chẳng qua là ông ta giả tạng như vô tình, không để ý đến chuyện gì cả. Cũng chỉ là một cách nén giấu tình cảm của mình. Mặt khác, ông ta cũng tự hiểu mình. Chẳng qua trời phú cho vóc người và khuôn mặt trẻ lâu, chứ tuổi tác ông ta cũng đã ngoại tứ tuần. Con cháu nội ngoại đề huê cả. Bây giờ, nếu muốn chiếm được huyền chân, ông ta phải tự bộc lộ được một tài năng xuất chúng, khiến cả thượng hoàng và quan gia hết lòng yêu quý, tới mức ông ta xứng đáng được vời làm phò mã. Lúc đó, ông ta lại phải tuân thủ một điều thứ hai nữa, là phải bỏ vợ cũ, vì con vua không bao giờ phải làm thứ thiếp đại thần. Nếu như không hội đủ các điều kể trên mà ông ta vướng vào chuyện tai tiếng với công chúa, chắc chắn sẽ dày già nguy hại, làm gì ông ta không biết gia pháp nghiêm ngặt của Đức Tuyên Từ Thái Hậu đến quan gia cũng phải ghép nép cúi đầu. Vì lẽ đó mà Trần Khắc Trung không dám mặn mà đáp ứng tình cảm của Huyền Trân chứ đâu phải ông ta cao đạo, không muốn tỏ tình với nàng. Cũng không có trở ngại gì về chuyện đồng tông đồng tộc. Bởi lẽ, nhà Trần cấm con trai con gái, lấy người dị tộc. Ấy là sợ cái họa khác máu tanh lòng, sinh nghi, sinh biến. Mà khắc chung đã được ban quốc tính rồi, còn lo gì nữa? Nhã đời là thế, huyền chân không phân giải được, nên càng ấm ức giữa lúc công chúa đang đắm chìm trong suy tư thì bích huệ nhìn ra cổng nàng giật mình kinh hãi khi thấy thượng hoàng đã vào tới trước sân nàng nói líu cả lưỡi bẩm công nương thượng hoàng tới vừa lúc đó nhân tông đã bước đến bậc thềm công chúa choàng đứng dậy cả mấy thầy tớ ùa ra đón nhà vua huyền chân quỳ trước vua cha nói giọng thồn thức cảm động muôn tâu phụ hoàng, con thật có tội, phụ hoàng đến sao không cho con biết trước. Nhà vua giang hai tay ra, đỡ con gái đứng dậy và nói, ta tới thăm con, sớm mai ta về yên tử. Công chúa òa khóc nức nở, nàng giờ lên tấm vai gầy của vua cha với lần áo mỏng, ngoài khoác thêm chiếc áo cà sa đã cũ, hai bên khỉu tay đã sờn, công chúa nói qua tiếng nấc nghẹn ngào sao phụ hoàng lại đầy ải tấm thân quý giá thế này? Trời rét, đến cây cao cây nhãn, cũng táp lá trắng cả vườn thế kia, mà phụ hoàng vẫn mỏng manh quá. Thiếu chi vóc lụa, mà phụ hoàng phải dùng thứ xô gai quê mùa này. Nhà vua vớt nhẹ bàn tay lên mái tóc huyền chân, với giọng âu yếm, ngài nói. Con ngồi xuống đây, đức vua chỉ cái kỷ kê sát tường, ngồi xuống, nhà vua nhắc lại nay ta có câu chuyện cần nói với con kẻo mai ta đi sớm